Đó. Ok. Sợ nó chưa ngất. Quá ớt. Xem nào. Đây, có hết đủ. Hưởng đi đây khu tối. Lào khu tối muốn đi nè. Mở mó thì nè. Đào ra tiếp các bạn. Mình hút quên ạ. Mình hút quá. Thì to đấy. Ôi không may rồi. Không may rồi à? Không may rồi à. Nuôi à? Được, tạm được. Tạm được. Chắc là nó cũng được tầm 80%. Nhưng mà lén rồi. Lén hết rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Mình lấy nhộng nó thôi mà. Không lấy vỏ của nó đâu. Nó cũng đen rồi. Cũng tỏ hén cải ra. Đen thì mình lấy đi ăn sợ gì. Đúng ra là tầm 5 ngày nữa các bạn, 5 ngày nữa mới khai thác. Tuy nhiên là nó cũng thôi thì bắt luôn, bắt sớm thôi. Sợ là người ta lấy mất. Ê mình chắc quá. Chỗ hàng còn đây. Ý cuốn mà miếng có đi ha. Đi đâu. Chỗ cái này. Cái tủ nó còn có đi. Chết rồi. Cái hoa nó xuyên như. Bên nát chả. Bên nát chả. Xem nào. Ôi trời mưa đấy. Hòa ni. Cũng là mạnh. Sướng chưa? Sướng chưa? Sướng rồi. Được chưa? Ai kiếp ấy, ai kiếp được một yến rồi. Nếu sừng luống nó nói như lù ma cũng biết chẳng này nó con khay vân. Con thể trâu thì phải khảo phải bắn nó lên này, bữa nay mình năm phải năm mẫu. Nào đây các bác xem con cái gì nó ký sinh đây này à, giống con ruồi ấy tải đấy, nó giống như là con ruồi các bác đây nó mới tải đấy đó riêng con này là đó. Nó không ô nhẹ thôi nhẹ thôi à nhẹ thôi được tầm 4-5 cân không tầm 4-5 cân thôi này. Nào lật đây nào nhẹ hơn tủ ông cắn lá của mình mềm 11 cân gì? Cái đấy 11 cân mà, cái này rõ ràng phải nhẹ hơn rồi. Màn mưa à? Đây các bác xem con này này. Giống như là con ruồi. Bông mạ. Chắc chắn là bông mạ. Chỉ mạ nó hi mân thể hy vọng là được 4-5 cân gì đấy nó cũng tầm thế thôi tầm mùng 8 nay mùng 3 rồi nó hảo uống nước hay nữa ừ. Mình đang đùn đất ở ấy, mình em bị sập xí đi. Đang mờ ô nô đi, đang mờ không ăn nữa. Mẹ bị nghiêng à?
trên thực tế bên đây là nó. Nào. Cho lên nào. Ui giời ơi. Ôi giời ơi, khủng mày. Khủng mày. Thế thôi. Lại càng thế nó. Ô, nhặt đi, nhặt đi. Thiệt hại. Mình làng mừ dùng nó. Mình làng phát triển nó. Đi nè. Chỗ này nó mới cơi nhỉ. Tầm mấy hôm nữa thì được chỗ này. Để chính hết rồi. Chỗ này đẹp thì chỗ kia nó lại ấy thôi. Thôi thế thôi, được rồi. Không được thì cũng chả biết làm nào rồi, không thả vào được rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Không được thì cũng không biết làm nào rồi, cứ nói là đẹp thôi. Đó, các bác xem tủ ong. Quảng lắm. Thứ lời xin thấy khen này. Chăn tháng hình. Mày tháng hình hết đấy. Chứ mà cái chăn nó hết mạ. Ừ. Còn nhảm hoa hùa hết mạ đâu. Hết mạ hoa và gì đâu. Thì nó cũng rơi vào. Ngày sợ sánh hai em thấy nó năn. Thì nó cũng rơi vào tầm 5-7 hôm nữa. 5-7 hôm thì. Ý mới đến hôm thì. Năm bảy hôm nữa thì nó cũng chỉ rơi vào chỗ này sẽ đẹp này. Cái chỗ này tấm khẩn nội nó nữa sang của bà nữa. Ví dụ bây giờ nó được 800.000 thì tầm 5-10 ngày nữa là nó được khoảng 1 triệu gì đấy. Mày này. Tả một bữa sân của bà cậu đâu bà. Ăn cơi mình tay hạ cái cơi xin thật đâu. Ông bị cài cơi, cơi ăn mừng á. Bữa cơi đâu. Ăn cơ mừng đủ, tín à. Mừng sống há, to háng này của thầy đó, gần to háng của thầy đó. Bữa to đi mà. Bữa to đi đấy. Mình sư làm sao nữa. Bố cụp mà nè, nội. 1, 2, 3. 70 phân. Rộng 70, dài 70. Ô mà nhỏ nên là nặng. Sao nào? Này vẫn nặng thì. Sao nào? Ơi, con ong này. Tổ này nó dài ra thật nhỉ. Xem nào, xem trong nào. Đây. Cũng được rồi, thế thôi. Thôi, được rồi.